Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C nổi tiếng của Nhật Bản quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Altis. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở những chiếc xe Altis thì nó có những phiên bản, ví dụ phiên bản 1.8, phiên bản 2.0, và ở phiên bản 1.8 thì nó có phiên bản số sàn và phiên bản số tự động. Hôm nay ô tô 360 chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe Altis này ở cái phiên bản 1.8 số sàn quý vị và các bạn nhé, 1.8G số sàn. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và mới lăn bánh có 5 vạn km thôi quý vị và các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn nhé, và có thể nói đẹp hiếm có. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả các thứ còn nguyên bản ạ. Và nếu như quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Altis 1.8G 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Altis 1.8G 2016 tên tư nhân biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Altis 1.8G 2016 này quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 5 vạn km rồi quý vị và các bạn ạ. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở cái phân khúc hạng C, những người sử dụng những chiếc xe Altis này thì nó cũng hay vào những cái tầm trung tuổi trở lên quý vị và các bạn ạ. Đấy, cũng hay là trung tuổi trở lên, và đa số là những người đi ít và giữ gìn rất là cẩn thận, có cái tính ăn chắc mặc bền thì là người ta mới chọn những chiếc xe Altis hay là Vios. Ở cái phân khúc Vios thì là rất là nhiều xe hay chạy dịch vụ, nhưng ở chiếc xe Altis này thì rất là hiếm quý vị và các bạn nhé. Để có một chiếc xe Altis mà chạy dịch vụ thì rất là hiếm đấy, và chiếc xe này lại ở cái phiên bản số sàn thì lại càng ít quý bạn ạ. Số tự động thì nhiều nhưng số sàn thì rất là ít quý bạn ạ. Đấy, và nhìn về chiếc xe này thì rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, chủ xe đi ít mà lại giữ gìn cho nên là rất là đẹp này. Nhìn về cái phần sơn này, về cái phần nước sơn này, về phần thân vỏ bên ngoài của chiếc xe rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, nhìn về cái phần đầu, phần ba đời sốc trước đây quý vị bạn ạ. Quý vị bạn xem từ những cái cặp đèn này, cặp đèn pha này còn rất là mới quý vị bạn nhá. Đấy, ở cái phiên bản này, hạng C cho nên là, và ở cái số sàn thì chiếc xe này thì cũng chưa được trang bị đèn pha bi xenon đâu. Nhưng mà rất là đẹp quý vị bạn ạ, rất là đẹp, rất là mới này, đèn gầm này. Từ cái cụm mà đèn pha, đèn gầm đều rất là đẹp này. Mặt ca lăng cũng rất là mới này. Lưới tản nhiệt này quý bạn ạ, rất là mới, rất là đẹp quý bạn nhé. Và gương chiếu hậu là gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương.
Đấy, và cái phần thân vỏ bên ngoài thì rất là đẹp này. Nước sơn bên ngoài rất là đẹp quý bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp quý vị bạn nhé. Nhìn về cái phần ba đờ sốc sau, quý vị các bạn thấy là cũng còn rất là đẹp luôn. Phần ba đờ sốc sau rất là đẹp quý bạn nhé, đẹp từ những cái cụm đèn hậu này. Cụm đèn hậu này cũng đã là cụm đèn LED rồi. Đấy, đèn LED này. Những cái phần thanh mạ chrome này, logo này, chữ này đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, cụm đèn sau này rất là mới quý vị các bạn nhé. Đấy, chủ xe này chăm sóc bảo dưỡng tại Toyota Thái Hòa đấy quý bạn này, phiên bản 1.8G quý vị các bạn nhé. Nhìn từ đằng sau này thì quý vị các bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi. Từ camera lùi đến cảm biến lùi đều có rồi quý vị bạn nhé. Cảm biến lùi này, camera lùi đầy đủ cả rồi. Đấy, đây là cái phần hông bên lái đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Toàn bộ về những cái phần thân vỏ bên ngoài đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Dàn lốp thì mới thay, đây chủ xe mới thay từ năm 2021. 21 tính ra là gọi là mới thay thôi, nhưng mà cũng đã được 2 năm rồi và còn rất là dày đây quý bạn này. Đấy, dàn lốp thay 2 năm mà còn rất là dày, rất là đẹp thế này quý bạn xem ạ. Đấy, chứng tỏ là chủ xe đi rất là ít quý bạn nhá. Dàn lốp rất là mới này. Thay được 2 năm rồi mà dàn lốp còn rất là mới đây. Đấy, cả một cái dàn lốp này đều rất là mới quý bạn nhá. Thay cả dàn, thay từ năm 2021 mà đều mới đẹp như này đấy ạ. Đấy quý vị các bạn nhé, rất là đẹp này, la răng đúc, gương chiếu hậu gập điện, một chiếc xe rất là đẹp quý vị các bạn nhé, đẹp có thể nói là đẹp xuất sắc đấy ạ. Về cái phần thân vỏ bên ngoài đến dàn lốp đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option keo chỉ bên trong của chiếc xe. Trước tiên thì tôi mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Đấy, đây là cái phần keo chỉ này. Keo chỉ còn nguyên bản hết này. Đấy, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả quý vị bạn nhé. Keo chỉ này còn nguyên bản hết này. Đấy, và chủ xe thì rất là cẩn thận đây quý vị bạn nên xem này. Vẫn còn dán cái ni lông này từ lúc mua xe đến giờ còn chưa bóc cơ. Đấy, chủ xe sợ xước chưa bóc, tất cả đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên, còn zin, táp lô rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Đấy, từ những cái nội thất này, nội thất đều rất là mới quý vị các bạn ạ, sàn da đầy đủ cả rồi. Đấy, những cái phần nhựa này đều rất là mới quý vị các bạn thấy không ạ. Đấy, và cụm điều chỉnh gương chiếu hậu đây ạ. Đấy, gương chiếu hậu gập điện quý bạn nhé, tích hợp xi nhan trên gương. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2016 quý bạn nhé, Toyota Việt Nam. Đấy, sản xuất tại Vĩnh Phúc đấy ạ. Đấy, và nội thất thì rất là đẹp đây quý bạn này. Quý vị bạn xem này, một chiếc xe Altis 2016 mà còn mới như thế này, mới từ vô lăng cho đến cần số này, tay phanh đều rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Từ những cái phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ này còn nguyên bản luôn và còn rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này. Đấy, táp bi cánh cửa này. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên và còn rất là đẹp, chưa có một cái dấu vết nào cả. Đấy, về cái phần nội thất này, quý vị các bạn xem từ những cái phần trần nỉ này. Đấy, đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng chỉ dọn dẹp qua đi một chút thôi, tự dọn dẹp qua đi một chút thôi ạ. Chứ còn nó rất là đẹp, rất là mới rồi đấy ạ. Đẹp từ cái phần ghế ra, nội thất, những cái phần nhựa đều rất là đẹp. Đây chúng tôi chưa có dọn dẹp kỹ đâu, mới dọn qua đi thôi, cho nên là những cái phần này nó còn bẩn này. Thì nếu như dọn dẹp đi thì nó sẽ sạch đẹp rất là nhiều. Đó. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần này. Đây là cái phần đầu. Đầu này là chủ xe độ rồi quý bạn nhé. Đấy, chủ xe độ cái đầu màn hình camera lùi. Đấy, đầu màn hình camera lùi. Đấy, từ táp lô, táp bi đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Vô lăng bọc da tích hợp.
Đấy. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng rồi này. Đồng hồ công tơ mét thì chiếc xe mới chạy có 5 vạn km đây quý bạn ạ. Đấy. Với những chiếc xe 5 vạn này, từ 2016 mà chạy 5 vạn thì là quá ít quý bạn ạ, bằng một chiếc xe Vios chạy dịch vụ 1 năm thôi. Đấy, và từ nhìn nhiều hay chạy ít thì quý bạn phải xem cả cái cần số đây này. Cần số này rất là mới này. Tay phanh cũng rất là mới này. Vô lăng nguyên bản quý bạn nhé, vô lăng chưa làm lại đâu ạ. Đấy, vô lăng nguyên bản này. Vô lăng cần số này, tay phanh đều còn nguyên bản và rất là đẹp đây quý bạn. Quý vị các bạn phải xem nó đẹp là đẹp đều đây này. Từ những cái táp bi cánh cửa này cho đến những cái vô lăng này. Đấy, rồi táp lô này. Đấy, táp bi đây quý bạn xem là nó phải đẹp đều quý vị bạn nhé. Nó phải đẹp đều như thế này. Đấy, chiếc xe nó phải đẹp đều được như thế này đấy ạ. Đấy, nhìn về cái phần bên dưới này, còn bên trên này từ những cái phần nhựa này. Đấy, phần nỉ này, phần nhựa này. Đấy, đều rất là mới đây quý bạn nhé. Đấy, rất là mới này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Bây giờ thì tôi lại tạm thời tắt cái điện đi, tôi ra ngoài. Tôi sẽ giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn xem về những cái phần còn lại của chiếc xe quý bạn nhé. Đấy, một chiếc xe 2016 tính ra là 6 năm sử dụng rồi, nhưng mới lăn bánh có 5 vạn km thôi, cho nên rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Bây giờ là tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Cốp sau đây ạ, từ những cái ốc cốp sau cũng còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, keo chỉ của cốp sau này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết này. Ốc cốp sau còn nguyên bản này. Đấy, từ những cái phần nỉ này đều rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, và ở cái phân khúc hạng C, ở cái phân khúc hạng C thì cái cốp sau rất là rộng ạ. C lại còn sedan cho nên là cốp sau rất là rộng. Và đặc biệt là chủ xe không phải là xe chạy, chiếc xe này là không phải là xe chạy dịch vụ quý bạn nhé. Cho nên là cái lót cốp sau này đều rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, lót cốp sau này rất là mới này. Từ những cái thảm của cốp sau này. Đấy, lốp sơ cua. Đấy, lốp sơ cua cũng còn rất là mới quý vị các bạn nhé. Đấy, lốp sơ cua rất là mới này. Đằng sau này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu ạ. Về cái phần đâm đụng hay là va chạm thì chúng tôi cam kết quý bạn ạ. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn yên tâm. Đấy, rất là đẹp này. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Từ cái phần keo chỉ đây ạ. Keo chỉ cánh cửa phía sau này. Đấy, keo chỉ nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết là nguyên bản này. Đấy, keo chỉ này. Táp bi cánh cửa này. Đấy, táp bi cánh cửa này còn nguyên bản và rất là mới này. Nội thất ghế da đằng sau. Đấy, nội thất rất là đẹp này. Đấy, nội thất rất là mới quý vị các bạn nhé. Nội thất này là màu kem, cho nên là rất là mới, rất là sáng và đẹp ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Cánh cửa phía trước bên phụ đây ạ. Từ những cái phần keo chỉ này. Đấy, keo chỉ là còn nguyên hết này. Chưa có mất một phân keo chỉ nào quý vị các bạn nhé. Đấy, táp bi cánh cửa đây. Rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Táp bi cánh cửa này. Đấy, và đây là những cái ni lông mà chủ xe còn chưa bóc từ mới đấy ạ. Đấy, chủ xe sợ xước. Phải nói là bác chủ xe này rất là cẩn thận quý vị các bạn nha. Bác chủ xe rất là cẩn thận này. Giữ gìn cái bậc cửa nó cũng còn rất là đẹp này này. Đấy, từ bậc cửa này rất là đẹp này. Đến sàn này đều rất là mới quý vị các bạn ạ. Đấy, ghế da. Ghế da mới như này đấy ạ. Đấy, rồi những cái ốc bản lề cánh cửa phía sau đây ạ. Ốc bản lề cánh cửa phía sau còn nguyên bản này. Đấy, những cái phần nội thất này, táp bi, táp lô, đây là cái phần táp lô quý vị bạn nhé. Vô lăng này, cần số tay phanh, quý vị các bạn xem cái đồng hồ công tơ mét thì nó chỉ để là gọi tham khảo thôi, chứ còn căn cứ thêm cả về những cái phần này, má phanh này, rồi thì cần số vô lăng, tay phanh, để quý vị bạn xem này. Để đánh giá về chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị bạn phải căn cứ vào nhiều cái nhé, chứ không phải là căn cứ vào mỗi cái đồng hồ đâu ạ. Đồng hồ thì bây giờ là nhiều xe là chúng tôi mua về thì chủ xe cũng có đã tua rồi đấy ạ. Đấy, tôi không nói dối làm gì cả, vì bây giờ tua đồng hồ nó rất là dễ. Tôi
Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Altis 2016 này là một cái khối động cơ xăng 1.8 lít quý vị bạn nhé, và là động cơ đua VVTi. Đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu quý vị các bạn ạ. 1.8 lít kết hợp với hộp số sàn 6 cấp cho nên là chiếc xe này rất tiết kiệm nhiên liệu quý vị các bạn nhé. Và điều đặc biệt mà tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn ở đây là chiếc xe này là động cơ quý bạn thấy rất là mới nhé, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu ạ. Mua về là chúng tôi để nguyên như vậy nhé quý bạn xem này. Những cái phần bên dưới này là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu này. Đấy, còn bẩn nguyên quý bạn nhé, chưa có dọn một tí nào đấy ạ. Đấy, chúng tôi để nguyên. Mua như thế nào là chúng tôi để nguyên như vậy ạ, chưa có dọn dẹp gì mà nó đã rất là đẹp như này rồi. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận quý vị các bạn nhé. Đây, từ những cái phần này, ốc chân máy này còn nguyên này. Tất cả là còn nguyên hết luôn quý bạn ạ. Vì chiếc xe này mới lăn bánh có 5 vạn thôi. 5 vạn thôi mà lại máy móc của Toyota thì tôi nói thật với quý bạn chứ. Nói thì lại bảo nói quá, nhưng mà nói thật với quý bạn là chạy có 50 vạn cũng chưa việc gì. Nếu như bảo dưỡng chăm sóc tốt thì chạy đến 50 vạn cũng chưa vấn đề gì quý bạn nhé. Đấy. Và về chiếc xe này thì quý vị bạn chúng tôi vẫn cam kết là còn nguyên bản ạ. Toàn bộ cái khoang động cơ này là còn nguyên bản này. Nguyên bản từ những cái ốc cabo này. Đấy, ốc cabo nguyên bản này, keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhá. Đấy, keo chỉ cabo còn nguyên này. Đến những cái tem này cũng còn nguyên và rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Chủ xe rất là giữ gìn, lúc nào cũng để sạch sẽ đẹp như thế này đấy ạ. Đấy, ốc cabo còn nguyên này. Đấy, và những cái tấm thảm chống nóng này, thảm chống nóng này rất là mới đấy ạ. Đấy, thảm chống nóng cabo rất là mới này. Đấy, toàn bộ về những cái ốc chân cabo này còn nguyên này, cho đến những cái ốc tai. Đấy, xương đầu xe quý bạn nhé. Với những chiếc xe Toyota thì nhìn phần đầu rất là dễ quý bạn ạ. Nếu như bị đâm đụng va chạm mà làm lại rồi thì nhìn nó rất là dễ, dễ phát hiện. Đấy, còn nguyên bản thì nó còn đẹp như này đây ạ. Đấy, phải nói là đẹp hiếm có quý vị bạn nhé. Vì những chiếc xe Toyota Altis mà số sàn đẹp như thế này thì không có nhiều đâu quý vị bạn ạ. Đấy, rất là đẹp này, còn nguyên bản. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, chúng tôi cam kết là cái động cơ này là không có bị ngập nước và còn nguyên bản ạ, không tai nạn, không ngập nước, còn nguyên bản ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Toyota Altis 1.8G 2016 tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn khi quý vị và các bạn mua chiếc xe này. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Altis 1.8G 2016 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. We'll be right back.